Sát vô. Chuyên mục sửa chữa tàu biển của anh em đội Thanh Hóa. Hôm nay chúng tôi nhận sửa cấu điện từ của tàu chở xi măng Nghi Sơn tại Thanh Hóa. Bên đội chúng tôi chuyên nhận sửa chữa, bảo trì, thay dầu máy, dầu diesel, chuyên cung cấp dầu diesel và dầu nhớt. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sửa chữa, thay mới cho mọi người để được một chuyến tàu ra khơi an toàn và yên bình khi về nhà. Hả? Dầu từ nào bên cha? À bên. Các bạn thấy ở đâu bên dầu? Anh ca. Phong dầu, dầu ở đâu? Cái này mà? Cái này hai cái được không? Không phải, dầu là